Theo danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 của thành phố Hà Nội, có nhiều dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đáng chú ý, hai khu đô thị đầu tiên được triển khai lựa chọn nhà đầu tư kể từ khi quy hoạch phân khu sông Hồng được phê duyệt. Thứ nhất là dự án khu đô thị thông minh, sinh thái, rộng 268 ha, gần cầu Nhật Tân, thuộc địa bàn các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh. Thứ hai là khu đô thị sinh thái đa chức năng phục vụ du lịch sông Hồng, nằm tại các phường Liên Mạc, Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, có diện tích 94 ha.